Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm tựa game PUBG Mobile phiên bản quốc tế. Đối với bản này thì nó đã mở cho server Việt Nam tải rồi. Các bạn chỉ cần lên CH Play đối với Android và iOS thì các bạn lên App Store thì có thể tải về miễn phí. Ok, mình sẽ bay vào school nha. Cái bản này thì nó hơi bị thấp so với bản China nên nó sẽ lag một xíu. Các bạn chỉnh đồ họa thấp một tí để có thể chơi mượt hơn. Còn sau này thì nó update lên thì các bạn chỉnh đồ họa cao nó vẫn mượt nhá. Ok. Không biết là có ai bay theo mình không. Cái khu này thì nó ở giữa map. Đối với việc chạy bo thì cũng rất là ok. Và cũng khá là nhiều người nhảy vào. Ui dồi ôi. 4 thằng. Ok. Tao sợ chúng mày quá cơ. Mình tôi chấp hết. Đâu rồi, súng đâu rồi? Ủa, tên này nhìn thấy không có một khẩu súng nào. Thôi xong rồi, mà không có súng thì không thể chấp hết được rồi, chạy thôi. Ơ sao nghèo ấy nhở? Ơ bình thường mình nhảy xuống đây khá là nhiều súng. Shotgun này. Lại shotgun. Vãi xoài. Làm hai quả shotgun luôn cho nó chất. Lục cái này, cầm lục đi. Shotgun bắn không que nhỉ em ạ. Cái dòng shotgun thì khó bắn lắm. Ngay cả trên bản PC mình cũng không biết bắn rồi. Cảm giác nó khó kiểu gì. Rồi nó ở dưới tầng 1 đây này. Không có súng. Thôi xong rồi, chơi luôn. Chạy đâu rồi? Rồi, thanh niên đã vòng ra ngoài rồi. Ok, chắc là ở dưới này thôi. Úi dồi ôi. Lầy đi. Ơ sao thế này. Lầy thì bắn lục với chúng tôi này. May quá. Cái thằng khốn nạn này nó cầm dao nó chạy. Khiếp thế. Ok, không biết bạn nó đâu rồi. Úi dồi ôi. Ủa bạn cái thằng kia đâu nhở? Nãy giờ tìm mãi không ra. Rõ ràng nhảy xuống mình thấy 4 thằng mà. Mới có một thằng. Nghe tiếng rồi nha. Để mình nhặt nốt khẩu súng mình ra chơi luôn. Úi dồi ôi, chết rồi kìa. Rồi, knock 1. Giết luôn đi, còn thằng này nữa. Ok. Vâng, công việc còn lại là loot thôi. Ủa cái thằng này nó chạy đâu vậy ta? Hay vậy. Ui dồi ôi, hết hồn. A Di Đà Phật. Này thì chạy vòng vòng này, đuổi nãy giờ. Sợ thật. Ok, thằng này chỉ mỗi shotgun thôi. Ok. Shit chết. Hú hồn hú vía anh em ạ. Bên chung cư dã nhau hơi bị căng này. Quả này có nhiều mạng để hốt rồi. Đây này, thằng này chạy đâu ấy? Chạy ra chạy vào. Lạc trôi à? Một bé. Đây này. Hai bé. Giết luôn đi. Để lâu lâu là nó lại bị KS. Ô, thằng kia bị KS rồi kìa. Cái đậu phộng. Khốn nạn vậy. Trên này có người này. Thằng này vẫn. À thì trên lầu 3 rồi. Cú bắn ai đấy? Vâng. Đục vào nhà rồi còn không biết. Ngu người.
trường học giã nhau căng đấy nhở, mà chắc là nhiều người lắm đây. Há đồ lút đồ. Ý bằng nhiều xác quá, không biết lút xác nào phải không? Biết rồi đấy, bằng vẫn còn rất đông. Ở đâu vậy ta? Đây rồi, ngoài này. Vâng, tiếng chân nó sầm sám nhở, hay bị lỗi tiếng ta? Chắc cái bản này nó lỗi tiếng rồi. Double kill ngoài. Ok. Này thì bạn chết trong nhà rồi còn không vào cover này. Lút cho cố vô. Hình như nó vừa team nó vừa chết chết thằng nào ngoài đấy. Mình nghe tiếng chân trong nhà này. Rồi chắc là còn mỗi thằng trong nhà nữa thôi. Ủa? Nghe tiếng chân ngoài bể bơi mà ta. Ơ what the hell? Đâu vậy? Ơ kìa. Đó là mình nghe xoạt xoạt ở cái tiếng bể bơi vẫn còn đang xoạt xoạt đây này. Ui, ma. Cập ma rồi. Tôi chắc cái bản này nó lỗi nặng rồi anh em ạ. Nó lỗi tiếng rồi. Rõ ràng mình nghe trong phòng này, đúng rồi, ngay chỗ này nghe xoạt xoạt này. Rõ ràng tiếng chân ở đây. Buồn cười thế nhở. Còn một thằng nữa thôi, ba thằng chết rồi. Ủa không có ai này. Vãi xoài. Kỳ vậy trời. Ủa trong nhà này có ma rồi. Chạy thôi, có ma rồi. À đây ngoài này. Này đi. Nhảy nhót với chúng tôi này. Đúng rồi, còn thằng cuối đấy đấy. Ở sau trong nhà lại nghe tiếng chân nhở. Xàm thật. Ok, chúng ta sẽ đầy máu và công việc còn lại là loot thôi. Đơn giản. Mình nghe tiếng chung cư bắn nhau. Chắc chắn nó phải chạy lên đây thôi. Hình như là clear rồi. Nó giết được cái thằng đấy rồi. Chúng ta chỉ việc lên đây đợi hàng thôi. Đây rồi. Biết ngay mà. Bắt bài chuẩn thế. Ok, chắc là hết rồi. Còn mỗi thằng này là thằng cuối cùng thôi. Lúc rồi. Hơi ngại vì nó ở ngoài bo một tí. Ủa, thính này. Ui dồi ôi, không biết là có gì đây. Mong là chưa bị loot. M249 8X. Ok. Biết ngay mà, thính rẻ rách như này làm sao mà ai loot được. Cho mình sẽ bắn khẩu M16A4 Tab X8 rồi. Còn kho đồ quá nhiều nên không loot hết đấy em ạ. Sợ thật. Chắc là trận này mình sẽ test M249 cộng với M16 Tab X4 đi cho nó chất. À chứ nhầm, Tab X8 nhé. Ủa ơi, cái định mệnh nó lơ. Nhìn có một cái thôi mà nó tống nguyên một mả đạn vào mồm thế kia. Ủa rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Cây này bé quá, nó qua cái xe này cho nó to. Lỡ nó chia người ra nó bắn thì cái cây nó thực sự không thể back up được mình. Đây rồi, thấy rồi.
Một viên rồi. Ui dồi ôi, cái đậu xanh. Team nó đông vậy. Bắn thằng này, thằng khác nó bắn trả. Bắn cái gì vậy trời? Mình chưa xác định được hết vị trí của từng thằng trên đấy. Từ từ đã, chúng ta cứ bình tĩnh thôi. 11 kill rồi. Ủa, vãi thế thôi. Gắt PL. Mới lú lú ra một cái thôi, nó dã ngay. Bắt buộc là không được ra. Sợ thật. Bên này không biết là có ai không đây. Lỡ đang bắn nhau mà bên này nó thông đít nữa thì thôi. Đâu rồi? Mấy con lợn này. Cứ thích ăn hiếp người khác không hả? Đấy, hiện tại thì mình level khá là cao nên bắn gặp toàn người thôi. Các bạn mới đầu trận bắn gặp toàn boss thì cứ chê game này toàn boss chứ. Các bạn bắn lên level cao thử xem. Toàn người thôi à. Ui dồi ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Knock out. Rồi, knock 2. Còn một nữa. Đi luôn thằng này. Ok, chết 2 rồi. Còn 2 nữa. Còn một thằng hình như là đang bị team nào công bị knock anh em ạ. Không biết là nó bị team nào công rồi. Ui rồi. Ơ cái định mệnh. What the hell? Cái gì vậy? Anh ơi, phía trên đừng bắn em nhá. Em trót dại giết hai thằng rồi. Này. Biết ngay là có thằng móc lốp. Đoán có sai đâu. Con lợn này thích đùa với M249 à. Sấy cả lò nhà nó luôn. À, chạy ra. Ủa, sấy nhà vệ sinh không nát à ta? Nó ra đây. Úi xồi ôi. Thằng này hơi bị hứng chó đấy anh em ạ. Nó lao ra rồi lại đi vào. Này thì đi ra này. Rồi còn bọn trên này. Thì như thằng kia nó cứu rồi anh em ạ. Nó cứu rồi. Này thì ngồi với chúng tôi này. Rồi. Ủa thằng này bị team nào công mà nó vẫn sống anh em ạ. Sợ thật. Này thì đi ra ngoài bo này. Headshot. Ok. Táp M16 khá là tốt. Còn một thằng nữa. 16 kill rồi. Cố gắng top 1 nào. Ok, bò ngay chỗ mình mà. Sợ éo ấy. Tầm này là phải top 1 easy. Bò đúng chỗ mình đứng luôn. Bây giờ trước mặt chắc là clear rồi. Còn bọn sau này thôi. Trước mặt chắc là chả còn ai đâu. Nếu mà có thì cũng không sợ, mình còn có cái miệng ống này cover. Còn sợ sau thôi. Đây rồi. Ui dồi ôi. Sấy lỗi quá. Thôi bên này. Không được rồi. Chắc phải dùng đến bom thôi. Ui dồi, cái máu đã. Căng vậy. Quả này chắc phải dùng đến bom rồi anh em ạ. Không có bom là không được. Rồi, rồi xong. Easy, ok. Chắc mình sẽ kết thúc clip này tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.